Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa thiết bị trên phần mềm EasyVZ. Các bạn vào phần mềm, rồi các bạn thấy bánh răng cưa bên góc phải màn hình, rồi các bạn chọn vào. Rồi, các bạn thấy chữ xóa thiết bị, rồi các bạn bấm xóa nha, bấm xóa. Rồi bạn chọn hai cái này đi, bạn chọn ok. Rồi đó, như vậy đã xóa. Khi các bạn trục trặc, ví dụ như là lỗi camera, các bạn muốn đi bảo hành thì các bạn hãy xóa cái thiết bị trên tài khoản mình đi thì các bạn mới bảo hành được, tại vì là dòng camera này bảo mật theo tài khoản số điện thoại nên các bạn phải xóa tài khoản trước. À, xin lỗi các bạn xóa thiết bị trên tài khoản của mình đi, rồi các bạn hãy gửi lên hãng hoặc là gửi qua bên mình để được bảo hành. Các bạn cần tư vấn và hỗ trợ, các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại 0934 768 738, hoặc các bạn ủng hộ mua hàng tại shop theo đường link mình để bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.